Chào các bạn nha, tình dư cho các bạn ở Mỹ Tuần này số tiền 1 hai sẽ bắt đầu được gửi ra Và các bạn sẽ nhận được uh, trước ngày 15 tháng 4 Nếu mà bạn nào có để uh, direct deposit Thì sở thuế sẽ chuyển tiền vô nhà băng của các bạn um, Hôm nay mình sẽ... À, giải thích cho các bạn một số trường hợp à, các bạn có những cái thắc mắc đó thì hôm nay mình sẽ giải đáp ha. Mình cũng tìm hiểu ở trên thông tin từ trên sở thuế thôi. À, ở cuối cái video mình sẽ để cái link của sở thuế bạn nào biết tiếng Anh đó vô trong cái trang web của sở thuế để xem thêm chi tiết nha. Số tiền hai đô này đó các bạn không phải ai cũng được nhận đầy đủ nha chỉ có những người nào thu nhập dưới 75.000 đô một năm đó thì sẽ nhận được đủ 1.200 đô. Còn nếu thu nhập của các bạn từ 75.000 một năm cho đến 99.000 một năm thì sẽ được nhận ít hơn 1.200, còn ai làm hơn 99.000 một năm thì không có được nhận trợ cấp nha các bạn. Nếu mà hai vợ chồng khai thuế thì số thu nhập sẽ nhân đôi. Trẻ em dưới 17 tuổi thì được 500 một người. Còn những bạn khai head of household đó, thường là single mom hay single dad đó, thì cái thu nhập được cao hơn là 112.500 một năm thì sẽ nhận được 1 200 và sẽ được trừ dần cho tới khi mà các bạn làm quá 136.500 một năm thì sẽ không được nhận nữa. Và à, các bạn phải có số Social Security mới được nhận tiền trợ cấp này nha các bạn Để biết thu nhập của mình bao nhiêu đó thì các bạn à, nếu mà đã khai thuế rồi á, của năm 2019 thì các bạn dở cái hồ sơ thuế ra mình coi ở cái dòng số 8B nha. Còn nếu các bạn chưa có khai thuế năm 2019 á, thì mở hồ sơ thuế năm 2018 ra ở dòng số 7, Có một số người sẽ không được nhận tiền nha các bạn Đó là hầu hết các sinh viên ở các trường cao đẳng và trường đại học Và những em đã đủ 17 tuổi vào lúc mà bạn khai thuế của năm 2019 Hoặc là 16 tuổi ở khai thuế năm 2018 Những người lớn mà được khai ở trong diện dependent Thí dụ như là những người lớn mà bị khuyết tật đó hoặc là những cha mẹ già mà các bạn khai dependent đó thì cái người dependent không được nhận số tiền mà bản thân các bạn cũng không được nhận số tiền cho cái người dependent đó nha. Những người không có số an sinh xã hội thì không được nhận tiền trợ cấp nha các bạn. Và những người có thu nhập cao hơn 99.000 đô một năm thì họ đủ giàu rồi mấy bạn không có uh, cần trợ cấp nữa có người hỏi vậy chứ em bé mới sanh được có mấy tháng chỉ có nhận được tiền trợ cấp 500 đồng hay không thì có nha các bạn nhưng mà không có được nhận liền ngay bây giờ mà phải đợi đến khi các bạn khai thuế năm 2020 đó tức là tới sang năm các bạn khai thuế đó thì mới nhận được cái credit cho em bé này nha còn các bạn mà thu nhập của năm 2019 cao quá, không có đủ tiêu chuẩn để được nhận cái trách này đó. Nhưng mà hiện tại các bạn lại đang bị thất nghiệp, cũng bị ảnh hưởng của cái con virus này vậy thì các bạn có được nhận trợ cấp hay không? Thì câu trả lời là có nha các bạn, nhưng mà bắt các bạn không có được nhận liền bây giờ, cũng phải đợi tới sang năm khi các bạn khai thuế cho năm 2020 đó. Thì nếu tới lúc đó thu nhập các bạn vẫn thấp vẫn đủ điều kiện đó thì sẽ nhận được credit nha các bạn. Còn những người mà đang lãnh tiền uh, an sinh xã hội đó uh, có được nhận hay không thì có những người mà đang được nhận tiền từ uh, Social Security đó thì các bạn uh, không có cần phải khai thêm thuế. Nếu mà bình thường các bạn không cần khai thuế đó thì bây giờ cũng không cần phải khai thuế mà sở thuế sẽ dựa trên những thông tin của uh, sở an sinh xã hội đó Thì họ gửi thẳng tiền Vô trong nhà băng của các bạn Nghe nói có người nhận được rồi đó các bạn Nếu mà bạn nào mà đang nhận tiền Từ sở an sinh xã hội đó Các bạn check thử trong nhà băng của mình nha Còn những người không có thu nhập Hoặc là thu nhập quá thấp Khoảng mười mấy ngàn đô một năm Thì không mất cần khai thuế Nhưng mà uh, các bạn phải đăng ký Với sở thuế thì uh, sẽ được nhận tiền. Các bạn vô uh, website của TurboTax á, ở cuối video mình sẽ để cái đường link hoặc là trong cái phần uh, description phần mô tả đó, mình sẽ để cái đường link của TurboTax, các bạn vô đó, uh, nó có một cái phần để điền thông tin của mình, đơn giản lắm, làm mấy phút là xong mà các bạn. Thì sở thuế sẽ có được thông tin cá nhân của bạn, địa chỉ của bạn và tài khoản trong nhà băng của bạn thì sở thuế sẽ gửi thẳng vô nhà băng cho các bạn nha các bạn hỏi mà tôi chưa có khai thuế gì tôi có được nhận tiền hay không thì các bạn ơi uh, sở thuế nó sẽ dựa trên thông tin thuế năm 2019 của các bạn nếu mà bạn chưa khai thuế 2019 đó thì sở thuế sẽ dựa trên thông tin của năm 2018 còn nếu mà bạn vẫn chưa khai thuế của cả hai năm này đó thì các bạn nên làm liền nha các bạn À, để cho mình có thông tin thì sở thuế sẽ đưa tiền cho mình à, Tốt nhất là làm cái 2019 đó Xong rồi lúc mà mình khai thuế đó Nhớ bỏ luôn uh, thông tin về nhà băng của mình Do trong đó thì nhận được tiền nhanh nha các bạn Chứ uh, không có thông tin về nhà băng đó Thì sở thuế họ sẽ gửi cái check về nhà cho mình Thì nó uh, nghe nói cũng phải tốn tới mấy tháng luôn Tại vì nhiều người quá đó Thành ra mình để cho nó chuyển thẳng về nhà băng của mình đi cho nhanh nha các bạn Câu hỏi kế tiếp cũng được nhiều người quan tâm nè Tôi nợ tiền sở thuế vậy tôi có được nhận cái số tiền 1 hai này không? Thì uh, tùy theo cái loại nợ nào nha các bạn Nếu mà các bạn chỉ nợ tiền thuế thông thường á Giống như mỗi năm mà các bạn phải đóng trả lại cho sở thuế đó Thì cái tiền đó uh, không sao Sở thuế vẫn đưa bạn đủ một ngàn Còn nếu mà bạn nợ tiền cấp dưỡng cho con á, trao support đó, thì sở thuế sẽ giữ lại cái số tiền đó để đưa về cái người thụ hưởng đó, cái người mà bình thường bạn phải trả tiền cho người đó đó, thì sở thuế sẽ giữ cái số tiền một ngàn của các bạn để đưa cho cái người kia nha. Câu hỏi kế tiếp là tôi có phải đóng thuế trên số tiền một ngàn này không? Thì câu trả lời là không nha các bạn Số tiền này không có phải đóng thuế Vậy các bạn nhận tiền bằng cách nào? Thì bình thường năm cái khai thuế năm 2019 đó các bạn nhận bằng cách nào thì họ sẽ trả bằng như vậy Ví dụ bạn nhận, bạn nhận là direct deposit thì họ sẽ chuyển thẳng vô nhà băng của các bạn Còn nếu mà các bạn nhận qua cái thẻ đó thì họ sẽ đưa tiền vô cái thẻ cho các bạn còn nếu sở thuế không có thông tin về nhà băng của các bạn Thì sở thuế sẽ gửi cái check về tới nhà nha Vậy thì làm sao để các bạn cập nhật thông tin về tài khoản ngân hàng với sở thuế Thì sở thuế cho biết là họ sẽ làm trên cái website của IRS đó, Họ sẽ làm một cái chỗ để cho các bạn cung cấp thông tin về nhà băng Nhưng mà hiện thời thì chưa có nha Họ nói chắc khoảng giữa tháng 4 mới có Câu hỏi kế tiếp là Tôi không đủ điều kiện nhận tiền Nhưng mà sở thuế gửi tiền về Vậy có sao không? À, thì không sao nha các bạn Nếu mà năm 2019 các bạn không đủ điều kiện nhận tiền Nhưng mà các bạn chưa khai thuế đó Thì thở, sở thuế họ dựa trên thông tin của năm 2018 Họ sẽ gửi cái trách về cho các bạn Nhưng mà nếu mà cuối năm các bạn khai thuế lại 2019 thì mới thấy là ừ, mình không có đủ điều kiện để nhận số tiền này. Thì tới sang năm khi mà các bạn khai thuế lại cho năm 2020 đó thì uh, các bạn sẽ phải trả lại cái số tiền mà các bạn nhận khi mà bạn không đủ điều kiện để nhận đó. Câu hỏi này kế tiếp cũng có nhiều người thắc mắc nè các bạn. Tôi khai con tôi năm 2018 Chồng cũ của tôi khai con năm 2019, vậy thì ai nhận được số tiền 500 đồng? Thì câu trả lời là ai khai thuế con cho năm 2019 thì người đó sẽ nhận nha các bạn. Thì trường hợp này nếu mà chồng cũ của bạn khai con vào năm 2019 thì cái người nhận tiền số tiền 500 đó sẽ là người chồng cũ nhận nha, không phải bạn nha. Câu hỏi kế tiếp, khi nào tôi sẽ nhận được tiền? và làm sao tôi biết là sở thuế đã gửi tiền cho tôi. Thì những người có uh, thông tin về uh, tài khoản ngân hàng đó, sở thuế uh, sẽ bắt đầu gửi tiền ra, các bạn sẽ nhận được uh, trước ngày 15 tháng 4. Còn những ai mà uh, không có thông tin về tài khoản ngân hàng, sở thuế sẽ gửi cái check về nhà thì nó có thể mất thời gian rất là lâu. Vì lý do an toàn thì sở thuế sẽ gửi một lá thư cho bạn trong vòng 15 ngày sau khi họ gửi tiền cho bạn thì họ sẽ gửi một lá thư họ nói là tiền đã gửi ra và gửi bằng cách nào Thì uh, trong trường hợp nếu mà bạn nhận được cái thơ đó mà bạn vẫn chưa uh, nhận được số tiền Thì ở trong lá thơ họ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để báo cáo là những cái trường hợp như vậy rồi, mình hy vọng là mình đã trả lời được rất nhiều thắc mắc của các bạn Tuy nhiên nếu mà các bạn vẫn còn uh, có câu hỏi nào đó thì các bạn uh, comment ở dưới nha Hoặc là nếu mà mình có nói sai gì đó thì các bạn uh, ai mà biết thông tin đó các bạn cũng uh, ghi xuống nha để những người khác họ biết được thông tin chính xác nha các bạn Tình hình là sở thuế vẫn còn đang triển khai cái chương trình này thì họ sẽ có thể có những cái thay đổi thì trong những ngày tới nếu mà mình có thấy những cái thay đổi gì đó thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn nha. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký nha để khi mà mình ra gặp cái video mới đó thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.